Hôm nay thử làm một ngày lao cong để xem như thế nào các bạn ơi. Hiện tại thì tôi đang vệ sinh và lau chùi một cái bộ bàn ghế rất là to. Bộ bàn ghế này thì được làm full có gó đỏ các bạn. Để mà lau chùi hết cái bộ bàn ghế này thì theo tôi nghĩ chắc phải hết tầm cả một buổi sáng mới xong. Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với Nhà đẹp 19/2. Hiện tại thì tôi đang có mặt ở trong một cái căn nhà, và trong cái căn nhà ngày hôm nay thì có một cái bộ bàn ghế. Các bạn thấy hoành tráng không bạn? Đấy, rất là đẹp nha. Ở đây thì rất là nhiều chi tiết hoa văn được chạm khắc và làm khá là kỳ công. Bộ bàn ghế này thì gia chủ chia sẻ thì mua chỉ có vài trăm triệu thôi. Đấy, nó không đáng bao nhiêu cả. Nhưng mà sơ bộ thì tôi thấy nó khá là hầm hố. Và cái bộ bàn ghế này thì đang có mặt ở trong một cái căn nhà. Và đó là lý do mà ngày hôm nay Nhà đẹp 192 sẽ mang đến cho các bạn một cái công trình nhà ở, một căn nhà với diện tích cũng khá là lớn luôn. Bề ngang sẽ là 10 mét, còn bề sâu vào trong á là 16 mét nha các bạn. Đấy, nãy giờ chúng ta mới tham quan sơ bộ thôi, chúng ta nhìn sơ bộ thôi một chút xíu về không gian phòng khách của căn nhà ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ ra bên ngoài trước đi các bạn. Mình tham quan về cái cơ sở hạ tầng, rồi sau đó chúng ta sẽ đi vào chi tiết xem là công trình nhà ở ngày hôm nay thì có gì thú vị ngoài cái bộ bàn ghế kia các bạn nhé. Đây, chúng ta ra bên ngoài cơ sở hạ tầng trước đi các bạn này. Đây sẽ là cái con đường phía trước để dẫn vào cái công trình nhà ở ngày hôm nay. Đường này thì có lòng đường rất khoảng tầm 6 mét, vỉa hè mỗi bên là 3 mét. Đấy, vị trí như vậy là đường của chúng ta sẽ là 15 mét nha các bạn. Ở đây thì xây đồng bộ cả một trệt hai lầu. Đấy, khu dân cư ở đây thì rất là vượng khí và rất là giàu luôn. Cây xanh này kia thì rợp bóng cả. Và nhà chúng ta thì sẽ nằm ở đây, vị trí này. Công trình ngày hôm nay thì có hướng là chính tây nha các bạn. Đấy, nhà có hướng chính tây. Và bề ngang của chúng ta sẽ là 10 mét các bạn ạ. Tính từ cái gốc cây dừa bên kia mà qua đến bên này các bạn này, hai cây dừa đấy. Bề ngang sẽ là 10 mét, còn sâu vào trong sẽ là 16 mét. Tổng khuôn viên công trình nhà ở này là 160 mét vuông, được xây dựng là phun thổ cư cả. Đấy, nhà chúng ta thì đất ở tại đô thị, đất ở lâu dài nhá, pháp lý là sổ hồng riêng. Đấy, rất là đẹp luôn. Rồi, chúng ta tham quan về cái mặt tiền trước đây các bạn này. Bề ngang sẽ là 10 mét, nhưng mà công trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ không xây hết cái phần đất là ngang 10, mà chúng ta chỉ có xây dựng là ngang 5 thôi. Cái công trình nhà ở ngang 5 thôi. Nó sẽ là một trệt hai lầu theo phong cách là tân cổ điển. Màu trắng là chủ đạo ở khu vực mặt tiền này các bạn nhé. Rồi, bây giờ chắc là chúng ta sẽ cùng vào trong để tham quan xem là công trình nhà ở ngày hôm nay thì có gì thú vị. Các bạn xem thì nhớ là đăng ký kênh để chúng ta tiếp cận và theo dõi được nhiều mẫu nhà đẹp ở trên kênh Nhà đẹp 1992 các bạn nhé. Đây sẽ là khuôn viên phía trước các bạn này. Cái điều mà tôi ấn tượng với khu vực khuôn viên phía trước này đó chắc là một cái màu sắc toàn là màu vàng. Ở đây thì chủ nhà sử dụng với cái hệ lan can ở bên ngoài này được làm bằng nhôm đúc đồng các bạn nhé. Đấy, tông màu vàng thì rất là đẹp luôn. Ngay đây thì sẽ có rất là nhiều tiểu cảnh như mảng xanh, hồ cá, bàn ghế để chúng ta ngồi đây, chúng ta thư giãn và chúng ta gọi là mình hóng gió này kia. Khu vực bên này cũng vậy. Đây là những cái mảng xanh mà chủ nhà đã bố trí sẵn cho chúng ta hết rồi. Và đối với công trình nhà ở ngày hôm nay thì có một cái mức giá bán nó cũng vừa phải thôi. Và mức giá này thì sẽ để lại tất cả nội thất, chỉ có mang theo vợ và con thôi, còn lại là để lại hết các bạn nhé. Ngay cả cái bộ bàn ghế ở đầu video mà tôi giới thiệu với các bạn ấy, tặng hết luôn nhá. Rồi, bộ cửa đây các bạn này. Đấy, bộ cửa này thì chúng ta sẽ điều khiển bằng cơ thôi, chưa được bằng địa. Và bộ cửa này thì cũng làm bằng nhôm đúc cả. Đấy, rất là nặng luôn. Những cái chi tiết hoa văn ở bên ngoài này thì được làm khá là kỳ công, đúng các bạn? Đấy, đây thì chúng ta có chuông luôn này. Đấy, nhấn chuông nhá, muốn vào nhà phải nhấn chuông đây. Đấy, có biển số nhà này kia đầy đủ cả rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào trong để xem là công trình ngày hôm nay thì ngoài những cái gì mà tôi chia sẻ nãy giờ thì ở bên trong còn gì thú vị các bạn. Đây sẽ là cái phần đất ngang 5 còn lại của chúng ta. Thì hiện tại bây giờ chủ nhà không có xây dựng hết, mà chủ nhà sẽ dành ra để có thể là phục vụ trong cái việc là chúng ta để xe hơi, để xe máy. Ngoài ra thì anh chị chủ nhà này thì có thú vui là chơi chim. Đấy, bốn cái lồng chim ở đây rất là nhiều đúng không các bạn. Ở đây thì khuôn viên này thì nếu như mà sau này các bạn chúng ta về thì chúng ta có thể mình xây dựng lên cũng được. Tại vì cái phần đất này của chúng ta thì đó là đất thổ cư rồi, đất ở tại đô thị và đất lâu dài.
Nên là cái việc bây giờ chúng ta muốn xây dựng thêm cũng được các bạn nhé. Các bạn chỉ có xây dựng là 1 trệt 2 lầu. Tại vì trong này thì chúng ta sẽ xây theo cái khuôn khổ là 1 trệt 2 lầu và chúng ta bị giới hạn cái chiều cao. Chứ còn nếu các bạn chúng ta xây 1 trệt 1 lầu thì không được. Đấy không các bạn? Đấy, nếu như giả sử các bạn mua cả cái khuôn viên này là ngang người đi, về chúng ta đúc lên một cái căn nhà giống như căn nhà ngang năm này nữa thì nó rất là hay luôn. Đó, vị trí như vậy nhà chúng ta sẽ là hai căn, được các bạn? Rồi, vào đây thì khuôn viên phía trước đại sảnh đấy các bạn này. Đại sảnh đây thì cũng khá là rộng, tiểu cảnh cây xanh thì được bố trí khắp nơi. Đấy, bên ngoài này là kệ dài này kia. Và để bước vào cái công trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ trải qua một bộ cửa. Bộ cửa này thì được làm phun gõ đỏ Nam Phi các bạn ạ, rất là nặng luôn nhà, 4 cánh. Đấy, bữa giờ thì tôi review nhà phố khá là nhiều để cho một số khán giả cứ điện bảo là sao chả thấy review nhà phố. Hôm nay thì chúng ta sẽ đổi món, chúng ta sẽ review một căn to hơn, giá trị nó to hơn để cho các bạn ở trên kênh, ai mà đang có nhu cầu chúng ta muốn sở hữu thì chúng ta có thể là tới đây xem thực tế và chúng ta vào việc các bạn nhé. Và bước vào đây sẽ là cái khung hình ngay từ đầu video tôi có giới thiệu cho các bạn. Đấy, các bạn thấy cái bộ bàn ghế này có hầm hố không các bạn? Rất là to nhỉ. Những chi tiết ở trên này thì được làm tỉ mỉ, khá là kỳ công. Và giống như chủ nhà chia sẻ thì cái bộ bàn ghế này phải đặt ở ngoài Bắc rồi mới vận chuyển vào trong này. Thì đây là một trong những cái sở thích của rất nhiều chủ nhà. Có người thì muốn là mua ở đây cho gần, nhưng mà có người thì muốn là mua ở ngoài quê hay là ngoài Bắc này kia chuyển vào đây. Và công trình ngày hôm nay thì có địa chỉ tại phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương các bạn nhé. Đấy, các bạn chúng ta có thể lên Google, chúng ta search những cái vị trí như vòng xoay An Phú, ngã tư Miếu Ông Cù, chợ Phú Phong, chợ Đông Đô. Đấy, khu nghiệp V-Ship 1, đó là những cái vị trí mà chúng ta có thể án được về cái vị trí chính xác của cái công trình ngày hôm nay. Đây thì có những chi tiết như đồng hồ thì đều được làm bằng phun gõ đỏ cả. Bức tranh để chúng ta decor ở đây ấy, má đáo thành công rồi là thuận buồm xuôi gió này kia các thứ. Đây thì có một cụ di lạc các bạn này. Đấy, được tạo bằng một cái khúc gỗ cũng khá là to đúng không ạ? Và chúng ta quan sát cái hệ trần đấy các bạn này. Một cái hệ trần thì được làm bằng gỗ xoan. Đấy, gỗ xoan các bạn nhá. Chúng ta sẽ dùng gỗ xoan để chúng ta ốp cho cái hệ trần này. Ở đây thì có quạt trần, có đèn này kia luôn. Và những cái dàn tivi hoặc là kệ tủ này kia thì có sẵn ở đây rồi. Và xin nhắc lại với các bạn thì công trình ngày hôm nay chúng ta sẽ nhượng lại tất cả nội thất. Đấy, các bạn có thấy cái bộ bàn ghế nó cao gần bằng người tôi không? Người tôi là 1m73. Đó, thì tính cái ngọn này là gần bằng tôi rồi. Đây các bạn thấy không? Đây này, những cái họa tiết trên này thì được các cái nghệ nhân chạm khắc rất là đẹp luôn đúng không? Chúng ta ngồi vào một cái bộ bàn ghế như thế này thì đẳng cấp của chúng ta sẽ được tôn lên. Đó, ngồi đây mà tiếp những cái vị khách của chúng ta thì cũng khá là ok đúng các bạn. Và bức vách bên này thì lại sử dụng bằng gỗ, nhưng mà gỗ bên này thì là gỗ sồi các bạn ạ. Đấy, gỗ sồi nhá. Đây có những chi tiết như là trống đồng Đông Sơn được làm và bố trí ở đây. Những cái chi tiết này thì cũng được làm khá là kỳ công và rất là tỉ mỉ. Rồi bây giờ chắc là chúng ta sẽ cùng vào phía bên trong để chúng ta tham quan xem là ngoài bộ bàn ghế này rồi thì phòng ngủ hay là phòng ăn thì được bố trí như thế nào. Các bạn xem video thì đừng bỏ qua cái thời lượng nhá, chúng ta cứ xem hết. Và quý vị nào mà chúng ta chưa đăng ký kênh á thì nhớ là ấn đăng ký kênh để chúng ta ủng hộ, cũng như là mình sẽ theo dõi được nhiều mẫu nhà đẹp thôi các bạn. Đây là phòng ăn rồi. Đấy, phòng ăn này thì nhiều thứ lắm. Đấy, có bàn ghế này kia cũng là phun gõ đỏ. Tôi thì tôi rất là thích ở bên này tại vì nó có rượu. Rượu ngâm rồi thì rượu chi phát này kia. Đấy, đây thì thấy có 4, 5, 6, 7, 8 bình. Đấy, 8 bình đang ngâm. Tủ trên tủ dưới thì đầy đủ cả. Và đây là tủ lạnh Hitachi để các bạn này. Những cái này thì mình sẽ nhượng lại hết cho khách hàng nhé. Cửa này sẽ đi ra cái khu vực sân xe đây các bạn. Nó giống như cái cửa nách bên hông. Và nhà chúng ta mà khi mà thiết kế như thế này thì nó chả khác gì là một căn nhà góc hai mặt tiền cả. Đấy, được không các bạn? Khu vực sau cùng đây thì mình sẽ có là giếng trời đây các bạn này. Và nhà vệ sinh thì bố trí ở khu vực phía sau cùng. Đấy, với đầy đủ trang thiết bị rồi. Cái góc máy này thì các bạn chúng ta có thấy được là cái sự đồ sộ không các bạn? Đây thì để mà nói quá thì ví von là một căn biệt thự, nhưng mà theo tôi ấy, thì hình thức là chúng ta là nhà phố thôi các bạn nhá. Đấy, nhà phố nhưng mà được xây dựng và thiết kế trên cái khuôn viên đất là ngang 10,
dài đến 16. Thì nếu mà cái công trình ngày hôm nay mà xây dựng mà hết đất thì chúng ta có thể gọi là biệt thự được. Nhưng mà đây thì theo tôi chỉ là căn nhà phố thôi. Đấy, nhà phố nhưng mà cái lợi của cái công trình ngày hôm nay đó chính là chúng ta có một cái khuôn viên đất nó khá là rộng. Bề ngang lên đến 10m, bề dài là 16m, 160m² thì là full thổ cư cả rồi. Đấy, và cái tài sản gắn liền với đất thì nãy giờ các bạn thấy là một căn nhà một trệt hai tầng lầu theo phong cách là tân cổ điển như thế này. Đấy, đây thì tôi đang đứng ở khu vực cầu thang với một hệ cầu thang được làm phun đá đen luôn. Và những chi tiết giá đỡ ở đây thì các bạn thấy là được decor theo kiểu là sắc mỹ thuật các bạn nhé. Và tay vịn ở đây thì được sử dụng bằng gỗ sồi. Đấy, sồi này là sồi Nga, nó rất là chắc chắn luôn. Rồi bây giờ chắc là chúng ta sẽ lên trên các bạn nhỉ. Đấy, để chúng ta tham quan xem là ngoài ở dưới như thế này rồi thì ở trên thì phòng ngủ và mọi thứ ở trên thì được bố trí như thế nào. Đấy, các bạn chúng ta xem video thì chúng ta nếu mà ai cần thì có thể liên hệ cho mình theo cái số điện thoại đang chạy ở trên màn hình các bạn nhé. Để chúng ta tới đây mình xem thực tế để xem là có bạn nào chúng ta phù hợp hay không. Nếu mà phù hợp thì chúng ta sẽ vào việc thôi, đúng các bạn. Lầu 1 đây rồi. Đấy. Sau này mình sẽ có không gian để phơi đồ các bạn này. Đấy, phơi đồ mình sẽ kê máy giặt này kia ở phía sau này. Rồi kế cận lên trên này đi. Kế cận trên này đi thì mình sẽ có cái phòng ngủ ở đây. Đấy. Phòng ngủ này sẽ là phòng ngủ số 1 đấy các bạn. Ở đây thì có nội thất cơ bản, máy lạnh, giường, tủ đầy đủ cả. Và nhắc lại với các bạn thì những cái này chủ nhà sẽ nhượng lại hết nhá. Và công trình này thì xây dựng được 3 năm rồi. Đấy. 2014 vị trí như vậy là xây dựng là 2021. Đấy các bạn nhá. Đây, đây sẽ có một cái nhà vệ sinh nữa các bạn này. Để chúng ta là sử dụng chung ở trên này. Một cái công trình mà xây dựng được 3 năm nhưng mà về cơ bản thì tôi thấy là về tổng thể thì đang khá là ổn, đúng không ạ? Phòng master thì ở đây. Bên này có nguyên một cái dàn tủ rất là to các bạn này. Đấy, các bạn thấy không? Khá to đúng không ạ? Giường rồi thì bàn trang điểm này kia. Đấy, TV rồi kệ tủ này kia đầy đủ cả. Và ăn ra cái view phía trước đây là cái view khu vực sân vườn nhỏ đây các bạn. Đấy, chúng ta cùng ra đây một chút xíu nhá. Đây. Ngay đây thì anh này anh có làm một cái AV để nuôi hai con này là hai con tắc kè. To lắm. Đấy, tắc kè hoa, tắc kè bông. Đây thì rất là nhiều cây xanh. Và ăn ra đây sẽ là một cái góc ban công nhỏ cho các bạn. Đấy, có cả ổi này kia. Sau những giờ làm việc thì chúng ta có thể lên đây mình chăm bắm những cái cây cối này kia, đúng không? Đấy, chị em có thể trồng rau này kia, các thứ rau sạch tại nhà luôn. Đấy, rất hay. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển nào các bạn ơi. Mình sẽ lên ở trên lầu 2 đi. Lầu 2 để xem là công trình này thì còn gì thú vị hay không các bạn. Đây các bạn, đây là cầu thang dẫn lên nhá. Chúng ta đi lên lầu 2 nào. Công trình này thì các bạn chúng ta có thể hẹn mình ở vòng xoay An Phú hoặc là Ngã Tư Mông Cù để chúng ta tới đây mình trực tiếp mình tham quan công trình này các bạn nhé. Chắc là cũng báo giá luôn cho các bạn là 8,2 tỷ thôi. Đấy, 8,2 tỷ cho một cái công trình nãy giờ các bạn chúng ta tham quan. Đây là nhà vệ sinh này, phòng ngủ nữa thì ở đây. Đấy, phòng ngủ này là phòng ngủ thứ 3 rồi đây các bạn, cũng đầy đủ mọi thứ rồi nhỉ, đúng không? 8,2 tỷ thì ở cái khu vực này thì giá thì nó cũng tương đối ổn. Đấy các bạn, phòng ngủ tiếp theo ở đây. Ngang 10 sâu 16 thì nếu như mà giá ở khu vực này thì tôi thấy là cũng khá ổn, không có cao lắm đâu. Đấy, tủ đồ này kia có sẵn rồi. Và khu vực cuối cùng mà tôi muốn dẫn các bạn đó chính là phòng thờ gia tiên và cái ban công phía trước đây các bạn. Đây, phòng thờ gia tiên ở đây. Còn ăn ra đây sẽ là góc ban công nhỏ nhỏ xinh xinh ở đây. Đây các bạn, hàng xóm chúng ta này, thấy không? Xây đồng bộ cả, một trệt hai lầu. Rồi, tôi mới cùng với các bạn mới tham quan xong một cái công trình nhà ở nằm ngay tại phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Xin nhắc lại với các bạn những cái thông tin cơ bản về cái diện tích. Nó sẽ là ngang 10, dài 16, 160m², phun thổ cư. Công trình ngày hôm nay có hướng là chính Tây. Và căn nhà này thì xây dựng là một trệt hai tầng lầu. Mức giá bán là 8,2 tỷ. Đấy, mức giá này thì để lại tất cả nội thất nhá. Chỉ mang theo vợ và con thôi, còn lại là tặng cả. Đấy, bạn nào mà thấy hay và thú vị và chúng ta muốn tới đây tham quan thì cứ điện cho mình theo cái số điện thoại đang chạy trên màn hình.
Mình sẽ đón các bạn chúng ta vào đây tham quan thực tế luôn. Và giá cả thì chúng ta sẽ đàm phán trực tiếp với chủ nhà. Và các bạn thấy thú vị hay thì nhớ đăng ký kênh để chúng ta tiếp cận được nhiều mẫu nhà đẹp ở trên kênh Nhà Đẹp 192 các bạn nhé. Còn buổi review của mình ngày hôm nay thì xin phép được dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào.